Hello, xin chào cả mọi người. Lực Tàng lại tiếp tục cập nhật thông tin về thiền am bên bờ vũ trụ. Thì hiện tại bây giờ hai luồng ý kiến trái chiều đang còn ập nhau. Thì mọi người cũng có thể thấy rằng là một bên thì bênh vực và bảo vệ cho các đối tượng ở trong tịnh thất Bồng Lai, còn một bên thì đứng lên để vạch trần sự thật và có rất là nhiều cái nghi vấn liên quan đến cái vấn đề loạn luân. Còn bên phía mà được cho rằng là bảo vệ thiền am bên bờ vũ trụ thì được cho rằng là họ là vô tội, họ không có tội. Trong khi lực lượng cơ quan chức năng đã đưa ra ba tội và đã chính xác gọi như là cập nhật và điều tra nói rằng là một tội đầu tiên là đã có dấu hiệu cấu thành tội phạm và đã khởi tố bị can. Thì mọi người cũng có thể thấy rằng cái tội đầu tiên đó là cái tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích quyền hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thì như vậy là họ đã có tội, nhưng mà không hiểu vì lý do tại sao những cái nhóm người bên kia vẫn bênh vực và bảo vệ các đối tượng này là không có tội. Thì cái câu chuyện đó chúng ta cứ từ từ chờ đợi, tại vì lực lượng cơ quan chức năng đang điều tra thêm hai tội nữa. Thì để liệu chừng xem họ có dính líu đến cái chuyện loạn luân hay là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác hay không. Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì những cái thông tin quyết định cuối cùng và đưa ra cái thông tin để có tội về cái vấn đề hai cái tội sau hay không thì chưa. Cho nên chúng ta phải chờ đợi nha mọi người. Còn chính xác một điều rằng là họ đã có tội, cái tội đầu tiên cũng là tội. Nói chung là đã dính vào cái gì mà vi phạm pháp luật là đã là tội rồi nha mọi người. Được chưa? Thì trên mạng xã hội đang tranh cãi về cái vấn đề mà có hay không cái dấu hiệu loạn luân. Thì hiện tại bây giờ thì theo những cái kết quả điều tra mới nhất của lực lượng cơ quan chức năng, theo những kết quả xét nghiệm ADN thì họ đã có những cái công bố đầu tiên, đó là đã có cái dấu hiệu quan hệ cận huyết. Tức là cận huyết là như thế nào? Là những người ở trong tịnh thất Bồng Lai từ nhỏ cho đến lớn là đã có cái dấu hiệu là chung một dòng máu. Như vậy là họ là có họ hàng thân thích với nhau, họ là có dấu hiệu là cha con với nhau, đúng không ạ? Chúng ta chưa nói đến cái chuyện là gần gũi đến mức độ gọi như là giao cấu với nhau để tạo ra cái hình hài này. Đó là lực lượng cơ quan chức năng đang điều tra là vấn đề loạn luân đó mọi người. Nhưng đã nói rằng là cận huyết thì như vậy thì họ đã có cái dấu hiệu lừa chúng ta rằng là những đứa trẻ đó là những đứa trẻ mồ côi. Thực chất ra những cái đứa trẻ và những cái thành viên ở trong đó là có quan hệ với nhau hết, ruột rà thân thích thì mới là chung một dòng máu, đúng không mọi người? Đó. Thì những cái đứa trẻ ở trong đó là có mẹ. Nhưng chúng ta đặt ra cái câu hỏi là cha của những đứa trẻ đó là ai, được chưa? Bây giờ là lực lượng cơ quan chức năng đang đi tìm cha cho những đứa nhỏ đó, và bên phía đối diện là bên phía mà đang bảo vệ cho tỉnh thất Bồng Lai á, thì nói rằng á là chưa có cái dấu hiệu gì tội phạm mà đã châm chọc vào để chửi bới họ này nọ, thì không biết là họ sẽ nghĩ như thế nào. Còn bên phía mà đang chống lại tỉnh thất Bồng Lai thì họ cho rằng là cha của những đứa nhỏ đó với những cái nghi vấn như vậy thì chắc chắn rằng đó chính là cái ông thầy ông nội, cũng như là những cái nhóm thành viên nam, là những người đàn ông có cái súng ống đạn dược á, là những cái thành viên đó là cha của những đứa nhỏ. Đó là những cái nghi vấn thôi nha mọi người. Thì ở trong một cái quy mô khép kín như vậy, ở trong một cái quy trình bí mật như vậy, không ai được vào ở trong đó, thì cái sản phẩm được tạo ra là do ai tạo ra cái sản phẩm? Thì chúng ta phải có cái sự nghi vấn, tại vì họ không tiếp xúc với lại người bên ngoài, không có một người đàn ông nào là người lạ sống ở trong đó cả, mà tại sao vẫn sinh con đẻ cái đều đều, những cái người phụ nữ ở trong đó vẫn sinh con đẻ cái đều đều. Thì cái nghi vấn cho chúng ta rõ ràng một điều rằng là những cái người như ông Lê Tùng Vân hay là Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên hay là những người đàn ông trong đó có chăng là những người cha của những đứa nhỏ đó hay không? Nếu như mà tiết lộ ra những cái thông tin thực sự như vậy thì có phải nó chấn động, nó động trời, làm cho tất cả chúng ta rùng mình không ạ? Và đó là cái tội loạn luân, được chưa? Thì ngày hôm nay cũng liên quan đến cái vấn đề mà tranh cãi về cái chuyện loạn luân và cha của những đứa nhỏ là ai. Thì có rất là nhiều người cũng đã lên án những cái đứa nhỏ và lên án những cái người phụ nữ ở trong đó. Thì đã có một người đứng lên để bênh vực và bảo vệ, nói rằng là những đứa nhỏ thì chúng ta bênh vực là đúng rồi, nhưng những cái người phụ nữ ở trong đó bênh vực như vậy mà khi chưa rõ ràng thì liệu chừng có đúng hay là sai, đúng không ạ? Những đứa nhỏ thì chúng ta bảo vệ được, còn những cái người phụ nữ trong đó liệu chừng có cái dấu hiệu đồng tình, nếu như mà xét về là có dấu hiệu loạn luân thì liệu có đồng tình với lại những cái nhóm người đàn ông ở trong đó hay không? Rồi còn chưa tính đến cái chuyện mà đủ tuổi vị thành niên hay chưa,
Rồi, có bị ép buộc hay không? Đúng không mọi người? Đang còn rất là nhiều tình tiết về những cái người lớn ở trong này. Đấy, những cái đứa trẻ nhỏ mà được sinh ra thì đó là nó là vô tội. Nó là những đứa nhỏ nó không biết gì, đúng không ạ? Nhưng nếu như mà những cái người phụ nữ này và cha của những đứa nhỏ này chính là ông nội Lê Tùng Vân hoặc là những cái thành viên nam ở trong đó thì những cái người phụ nữ này cũng có tội luôn chứ không phải là không nha mọi người. Họ sẽ điều tra hoặc ngành gốc gác và cho chúng ta biết rõ cái kết quả trước sau thì ạ. Thì ngày hôm nay ai là người đã đứng lên để bảo vệ các đứa nhỏ và nói đúng về một phần về các đứa nhỏ, còn một phần nói về các người phụ nữ ở trong đó, nói rằng là họ đang bị bôi nhọ cha đạp này nọ thì cũng có một cái dấu hiệu gì đó chưa đúng lắm. Và chúng ta sẽ nhắc đến ca sĩ Mỹ Lệ ngày hôm nay nha mọi người. Thì trong cái câu chuyện này thì chưa biết đâu ra đâu, nhưng mà họ vẫn cứ khẳng định rằng là vô tội hay là có tội hay là như thế nào đó thì chúng ta sẽ chờ đợi lực lượng cơ quan chức năng giải quyết và chúng ta sẽ biết được rằng là ai đúng ai sai. Nhưng trước đó thì đã có nguồn tin, nếu như mà công bố về cái chuyện loạn luân thì sẽ làm chấn động toàn cầu nha mọi người. Đó là một cái nguồn tin từ các báo chính thống đưa ra, thì chúng ta cũng phải suy nghĩ rằng tại vì sao họ nói như vậy. Nó đã có một cái bước đầu gì đó liên quan đến cái dấu hiệu loạn luân ở trong này rồi nha mọi người. Cho nên là bây giờ chúng ta phải chờ đợi kết cuối cùng. Thì ca sĩ Mỹ Lệ cũng đã đứng lên và nói rằng là bây giờ đưa những hình ảnh của những đứa nhỏ và những người phụ nữ đó ra thì liệu chừng có sai quá hay không, và Mỹ Lệ đã ghi như thế nào thì Lực Tàng cũng đọc để cho tất cả mọi người cùng biết. Một năm buồn bã trôi qua, dịch bệnh làm chúng ta đã quá mệt mỏi, buồn phiền. Không thương được nhau thì xin chớ gây thêm cay đắng và phụ phàng. Phụ nữ và trẻ em, mọi người nhớ là phụ nữ và trẻ em sống trong đó, trong tỉnh thất Bồng Lai, họ có lỗi gì không? Sao các bạn đem tên tuổi và thông tin cá nhân của họ ra làm trò đùa? Mấy ngày nay, thấy nhiều người đăng tấm hình sơ đồ huyết thống và giả và danh sách tên tuổi của những người sống trong tỉnh thất ra để chia sẻ ầm ầm. Mà có biết những thông tin đó hoàn toàn là bịa đặt. Ai loan tin bịa đặt chắc mọi người cũng đoán ra được rồi, chứ cần gì phải nói đâu. Quyền bí mật và đời riêng tư của con người ta là bất khả xâm phạm. Những người phụ nữ, trẻ em và nhiều thanh thiếu niên sống ở tỉnh thất không phạm tội. Trẻ em và nhiều thanh thiếu niên sống ở tỉnh thất là không phạm tội. Cái này là đúng nha mọi người. Họ có quyền được bảo vệ nhân thân. Tôi đọc báo mấy ngày nay thì có 4 người trong đó bắt có tội danh lợi dụng tôn giáo gì đó, chứ chưa thấy tội loạn luân. Ấy thế mà trên mạng xã hội chia sẻ rầm rầm thông tin bịa đặt. Thật tội nghiệp cho những con người sống ở trong đó. Họ sẽ mặc cảm với cộng đồng ra sao? Ở đây là chưa công bố, cho nên là Mỹ Lệ sẽ thương tiếc cho những nhóm người phụ nữ ở trong đó, đúng không ạ? Nhưng mà khi công bố rồi thì lỡ không may mà có cái thì như thế nào? Có thương nữa hay không mọi người? Nếu như mà bây giờ thương thì được. Nhưng mà Lực Tàng chỉ sợ là khi công bố rồi mà vẫn thương là nguy hiểm đó nha. Đúng không cả nhà? Nói nghe nè, cho dù họ có phạm tội thì pháp luật cũng không cho phép công khai xúc xẻm danh tính của họ, chứ đừng nói chi họ vô tội. Ở giữa xã hội văn minh thời nay mà còn bị đem ra đấu tố cợt nhã như kiểu ngày xưa, gái chữ hoang bị ngọt đầu bôi vôi, thật man rợ. Đừng góp phần trong cái sự man rợ ấy, tôi xin. Đó là lời của Mỹ Lệ nha mọi người. Thì nói thật sự ra thì đến thời điểm hiện tại bây giờ thì họ vẫn đang tin vào lực lượng cơ quan chức năng. Lực Tàng rất mong những cái nhóm người mà đang đứng lên để nói tốt cho tỉnh thất Bồng Lai thì phải tin vào lực lượng cơ quan chức năng và tin vào cái sự thật mà lực lượng cơ quan chức năng ban ra. Mặc dù nó có phủ phàng đến mức độ như thế nào thì cũng phải tin. Họ cũng đang nghĩ rằng là không bao giờ mà có cái chuyện tày trời tày đình đến cái mức độ mà cha lại đi bắt những đứa con để gọi như là đẻ ra những cái đứa trẻ rồi là gọi như là có quan hệ loạn xạ xì ngầu ở trong đó. Theo những cái nghi vấn của cái nhóm đối tượng bên này, của cái nhóm bên này chứ không phải đối tượng mọi người, thì họ đang cảm thấy cái chuyện đó là cái chuyện gọi như là không thể nào có thể xảy ra. Nhưng tôi cũng rất mong những cái người nào mà đang bênh vực thì hãy để ở trong đầu hai thiếu luôn. Một là không thể xảy ra, hai là có thể xảy ra. Để đến khi mà nếu như lực lượng cơ quan chức năng có vào cuộc công bố ra cái kết quả thì chúng ta khỏi phải bất ngờ và ngã ngửa, đúng không ạ?
bây giờ nó đang mập mờ mập mùng, chưa biết đâu là đúng, chưa biết đâu là sai. Thì cũng rất mong những cái người mà đang bênh vực bảo vệ thiền am đừng có nói rằng là thiền am vô tội về cái chuyện này nha. Chưa biết được thì đừng nói, và khi nói ra rồi á thì lỡ không may mà nếu như có thì mấy người sẽ chui đầu vào đâu, mấy người sẽ lấy cái gì để đội lên đầu đó, để đi ra gặp người khác khi bảo vệ bênh vực những cái kẻ vậy, như là làm cái chuyện tài trời tài đình, trời không dung đất không tha như vậy, đúng không ạ? Còn Lực Tàng xin nói với những cái nhóm người bên đang bảo vệ và công kích Lực Tàng này, Lực Tàng không thể nào mà kêu một cái ông già, ông đó là ông già thực sự, đúng không? Có thể là bằng tuổi cha tuổi ông của tôi, nhưng ông đó đã có dấu hiệu phạm tội thì tôi không thể nào mà tôi gọi như là tôn trọng ông ta được, tại vì ông ta là tội phạm, đúng không ạ? Ông ta là tội phạm và tôi phải kêu ông ta bằng đối tượng, chứ tôi không thể kêu ông ta bằng thầy, cũng chả kêu ông ta bằng ông nội được, tại ông không phải là ông nội của tôi và cũng chả là dạy tôi một ngày nào, mà ông ta hiện tại bây giờ là đang có cái dấu hiệu phạm tội, tức là tội phạm rồi đó, được chưa? Cho nên là chúng ta phải kêu bằng đối tượng thầy ông nội đó, kêu bằng thầy ông nội là cái thói quen thôi, chứ đúng đó là những cái đối tượng phạm tội, được chưa? Kể cả thằng Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, thằng Trùng Dương, bốn người này là đối tượng tội phạm, có tội rồi, đúng không ạ? Cho nên chúng ta không thể nào tôn trọng các bạn tội phạm được, chúng ta không thể thương tội phạm được, tại vì tội phạm là có pháp luật xử lý và họ đã vi phạm tội, những cái tội họ gây ra đã làm ảnh hưởng đến người dân lương thiện, ảnh hưởng đến những người không phạm tội, đúng không ạ? Họ là những cái con sâu đang phá đi cái xã hội tươi đẹp này, cho nên là những cái nhóm người đó là đã có dấu hiệu phạm tội, chúng ta không thể nào tôn trọng được. Vô Bảo Lực Tàng là ông đã già bằng tuổi ông nội mày rồi mà sau này nó ông đó là người tội phạm. Nếu như ông già mà ông làm sai thì chỉ là những cái đối tượng tội phạm phải vào trong danh sách để gọi như là bị sự trừng phạt của pháp luật và bị sự lên án của cộng đồng và xã hội, đúng không ạ? Làm sao chúng ta có thể tôn trọng một cái người mà tội phạm được, đúng không? Còn trong câu chuyện loạn luân thì chính Lê Thanh Minh Tùng là người thân cận nhất và đã khẳng định một điều rằng là nếu như không loạn luân thì mang mấy người ẻ ở đâu thì anh ấy đến anh ăn hết cho ở đó, được chưa? Tức là Lê Thanh Minh Tùng khẳng định một điều rằng là 100% có dấu hiệu loạn luân. Nếu như mà không có thì có phải Lê Thanh Minh Tùng là người phải chịu tù tội vì cái tội vu khống hay không? Mà tại vì sao anh ấy dám khẳng định như vậy thì chắc có khả năng là một người trong cuộc thì bao giờ nó cũng sẽ biết và hiểu rõ hơn. Còn câu chuyện về ca sĩ Mỹ Lệ vừa nói đây thì chúng ta cũng phải thông cảm một điều rằng là những người ta cũng chưa hiểu rõ về cái câu chuyện trong thiền am bên bờ vũ trụ nó là như thế nào. Nói chung là đang mơ hồ và ảo ở trong cái đầu và nghĩ không thể nghĩ đến cái giai đoạn mà người trong gia đình lại có dấu hiệu gọi như là bập với người trong gia đình mà chính là người ta bập với các người con để đẻ ra những đứa con khác và loạn xì ngầu ở trong đó, cho nên là không ai có thể tin tưởng về cái câu chuyện như thế này cả. Cho nên là ca sĩ Mỹ Lệ đang có một cái dấu nghi vấn nhưng mà vẫn thiên về cái vấn đề gọi như là họ vô tội về cái chuyện loạn luân. Nhưng Lực Tàng cũng khuyên tất cả những ai đang còn nghi ngờ về vấn đề loạn luân thì hãy để hai cái dấu hỏi trong đầu, có hoặc là không, chứ đừng có nói rằng là không mà đến khi lực lượng cơ quan chức năng nói có một cái á, thì ngỡ ngàng rồi bắt đầu lúc đó không biết sẽ giải thích như thế nào đối với cộng đồng khi mình đang bênh vực cho một cái tội trạng cực kỳ nguy hiểm như vậy, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay Lực Tàng cũng có thông tin đến đây, có những thông tin gì thì chúng ta lại tiếp tục cập nhật. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.